Đây, cái này là cái dữ liệu có sẵn, đúng không? Nó hơi xấu một tí. Body, đúng ra là của cô nó phải là như này cơ. Phải sửa lại cho nó đẹp đẽ. Chưa? Đó. Nói chung là viết code là phải có thụt ra thụt vô. Chứ không mà thụt này á, các bạn biết là sau này debug code á, cực kỳ khó chịu. Debug code cực kỳ khó chịu luôn. Ok. Cái này table này nè, các bạn tên body các bạn tạp cái. Cái này tạp vào cái, đúng không? Đúng chưa? Vậy á. Rồi cái này table các bạn tạp cái tên body vô cái. Đó. Rồi thẻ TR, TD tạp vô. Viết code phải như này các bạn, sau này debug lỗi. Debug là các bạn thiếu thẻ hay gì đó là rất dễ. Còn nếu các bạn viết mà linh tinh lộn xộn mà không thẳng hàng á thì debug cực kỳ khó, hiểu không ạ? Đấy, người đọc code cũng khó chịu mà sửa code cho các bạn cũng không muốn sửa luôn. Ok. Đấy, như vậy là còn nó có chuẩn mực, thấy chưa? Đấy, thực ra thủ vô. Đó là nguyên tắc viết code. Có trường hợp mà các lỗi mà các bạn bị fail á, fail mà không có đạt phỏng vấn là lỗi các bạn viết không đúng quy tắc nữa. Viết code không đúng chuẩn, mặc dù có thể chạy được mà không đúng chuẩn là cũng bị loại luôn. Đó. Nó có nhiều lý do, có thời gian có thể chia sẻ về cái đấy sau. Bây giờ ta làm demo này trước. Nhiều cái chia sẻ lắm. Rồi, cái này nhá. Bây giờ nhiệm vụ cô là nhấn nút thêm thì nó sẽ add xuống dưới. Nhấn nút thêm nó sẽ add xuống dưới giỏ hàng. Đồng thời cái này nó sẽ bôi thành màu xanh. Và các bạn có thấy là có chữ style vào đó chưa? Biến thành màu xanh thì phải dùng cái style sheet rồi. Hiểu không ạ? Rồi. Thì vậy cái công việc này cô sẽ tách thành hai công việc nhỏ. Thứ nhất là cái biến cái dòng đấy thành màu xanh đã. Cái công việc thứ hai là add nó xuống dưới. Được không ạ? Bây giờ cô sẽ làm viết cho cái button thêm này. Cô viết cái hàm là hàm thêm, function thêm. Ok. Cái này viết function á thì viết trên viết dưới gì cũng được. Không care. Nhá, khi nãy là ta không viết function. Nó mới care, bây giờ viết trên dưới không quan trọng, nên cô viết dưới này cho nó tách biệt ra. Function thêm. Ok. Rồi. Trong cái function thêm này cô sẽ phải bôi cái dòng này thành một dòng nhá. Cái dòng này thành cái màu xanh. Thì đầu tiên cái hàm này về nguyên tắc là khi các bạn viết một hàm thêm thì tất cả những cái nút này phải được áp dụng theo. Bởi vậy khi viết hàm ta phải viết một hàm thôi, không phải viết 8 cái 8 hàm, 9 cái 9 hàm là trật. Hiểu không? Vậy mấy cái hàm ở trên nút thêm này nó đều giống nhau, đúng không ạ? Nó chỉ khác một chút xíu là khác cái gì ạ? Ta cần biết nó là hàm dòng nào. Hết. Hiểu không ạ? Ta chỉ cần biết nó là dòng nào thôi. Còn lại tất cả đều giống nhau. Thì vậy đầu vào của ta sẽ phải biết là dòng nào. Vậy ta truyền vào là số. Số dòng được không? Và số dòng ta có thể dựa vào index. Đúng không ạ? À, bây giờ cô sẽ truyền vào là truyền vào cái index. Cô hiểu không ạ? Bây giờ tôi chỉ cần biết là tôi ở dòng nào, tôi mới làm được tất cả những việc khác. Vậy tôi chỉ cần truyền cái đấy rồi đầu vào cái đấy, đúng không? Cách viết hàm lần trước cô chỉ rồi, đúng không ạ? Các bạn xác định vào và ra. Bây giờ đầu vào tôi cần biết nó ở dòng nào tôi mới xử lý được. Tôi phải biết nó ở dòng này tôi mới xử lý được nó. Tại vì cái này các bạn viết chung mà, đúng không? Nếu viết riêng á thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà không ai làm vậy cả. Không ai mà chín dòng viết chín cái hàm. Không ai làm vậy. Được không ạ? Rồi. Ok, ta phải xem nó thuộc dòng nào. Bây giờ này, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết code ở trên cái dom nhưng mà lại dành cho table. Khi nãy dành ta dành cho div nó khác, bây giờ ta dành table, nó có phương thức riêng của nó. Nó làm dễ hơn rất nhiều. Nó làm cực kỳ dễ.
Hiểu không ạ? Và cực kỳ dễ hiểu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn một chút ở phần đôm. Đôm các bạn chọn vào table cho cô. Back lại cái đôm. Table đâu ạ? Table. Click vào table đây. Table object này các bạn nhìn nhé. Phương thức này. Nó row nó biết được bao nhiêu? Bao nhiêu dòng? À, mở nè. Tôi biết được bao nhiêu dòng? Rows chấm len. Bao nhiêu dòng? Được chưa? Cái thứ hai là nó sẽ có hàm, có method là chèn row, xóa row, chèn cell, xóa cell. Quá dễ để dùng. Được không ạ? Ok. Và tôi muốn biết đi từng dòng thì có cái in index. Row mà không thì là dòng đầu tiên, row 1, dòng thứ hai. Index nó chạy từ 0 đến n trừ 1. Được không? Được chưa? Bây giờ dễ. Rồi, nhiệm vụ của ta sẽ là như này. Bước 1, tôi sẽ đặt cái biến để tôi lấy cái bảng thứ nhất. Ta có hai bảng. Bảng thứ nhất là bảng của shop hàng đúng không? Cô đặt cho nó một cái ID. ID là ví dụ như là my shop. Đúng không ạ? Okay. Giỏ hàng tức là ID là gì ạ? My cash. Cash là giỏ hàng. Cái cash, cái giỏ hàng hay đầy á. Được chưa? Okay. Rồi, tôi sẽ lấy cái shop trước. Sau tôi sẽ chèn vào cash. Vậy tôi sẽ đặt hai cái biến. Và việc shop gắn bằng document.getElementBy ID my shop. Và cái card của ta là vá gì? Về card gắn bằng copy cho nó nhanh. Cái này là my card. Xong chưa? Tôi sẽ lấy hai cái table đúng không ạ? Cô sẽ lấy được dữ liệu của table thứ nhất. Vậy cách làm của cô sẽ là như thế này. Cô sẽ lấy dữ liệu của thứ nhất. Cô add xuống cái bảng thứ hai. Đồng ý không? Rồi. Đầu tiên, trước tiên à, có cái nhiệm vụ bôi màu xanh ta chưa làm đúng không? Bôi màu xanh trước. Function set blue chẳng hạn. Tôi cũng truyền set hàng nào tôi để là in deck được không? Thực ra nó là cái ID cơ. Được chưa? Cô sẽ có gì đây ạ? document.getElementById của ta là ID của nó là gì ạ? CH1, CH2 đúng không? À, bây giờ cô thay cái CH0 được không? Chuyển cho nó dễ. Đúng không ạ? Ok. Cô thêm cái nữa vào đây. Cô không xóa. Số kỳ gì? Số quốc gì? Đấy, cái này cô để là CH0. Chocolate. Cái này là cái gì ạ? Chocolate. I don't know. $33.33. Ok, vậy thôi. Được chưa? Sẽ không. Rồi, ok, cô để cái số 0 ở đây. Vậy cô sẽ lấy là CH cộng với index không? Index mà truyền vào số 0 là CH0. Index truyền là số 1 nó sẽ là CH1. Xong. Chấm style chấm color bằng gì? Blue. Đúng không? Đấy, có phải set hết đấy không các bạn? Được chưa? Bây giờ nhé, ta sẽ còn nè. Cái này tao gọi đến set blue. Đưa vào là số 0 đi ha. Thôi, đưa vào cái index vào đây. Okay. Bây giờ cô function thêm nè. Cô sẽ để đây là gì đấy? Cái 0 nha. Cô để vào button đúng không? On click ạ. Thêm truyền vào cái gì? Số
không? Được không? Vậy ở dưới ta thì thêm số mấy? Số 1. Vậy có một function không? Đúng không? Bây giờ ta thử số 0 nha. F5. Số 0 đây. Đổi mau chưa? Đổi rồi. Thấy dễ không? Công việc trở nên nó dễ nha. Quá dễ, lắc cái gì mà lắc. Vậy tôi sẽ tách cái này ra một công việc để làm gì đây? Nếu mà cái việc xét này chưa thành công, nó cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, đúng không? Rồi, ta sẽ thêm một công việc nữa. Đó là khi tôi nhận thêm thì tôi phải get được ba cái value này. Được chưa? Ok. Get được cái value tên và giá, được chưa? Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ làm cái việc đó. Việc thứ nhất là get value. Đúng chưa? Và ta có mấy value? Hai chứ. Cái này đúng không? Hai cái value. Rồi, bây giờ để get value, thứ nhất ta đã có shop rồi. Ta sẽ biết được nó dòng bao nhiêu, đúng không? Và dòng bao nhiêu dựa vào in? Index, đúng không? Vậy ta có vá row, my row hay là shop row, đúng không? Gán bằng v shop chấm rows, truyền vào đối số, row của chữ s nha, truyền vào đối số là index, đúng chưa? Ok. Rồi bây giờ tôi lấy cell nè, cell đầu tiên đúng không? Cell cũng không vậy, cell nè, cho các bạn coi cái này nè, đây là row. Bây giờ ta sẽ lấy cái cell row, row.item cũng được, nhưng mà cái đấy chưa hay bằng row.cell. Đây, row.cell của chữ S nè. Thì cell mà có chữ S xong để cái móc chuột số 0 á, là cell đầu tiên đúng không? Vậy ta có nè, và scell 0 hoặc là scell cái tên đúng không? Name sẽ gán bằng sRow chấm cell có chữ S 0 chấm inner HTML. Rồi các bạn alert thử nhé, xem đúng chưa? Alert. Ta làm thử xong ta xem cái mình làm được đến đâu, để các bạn cho dễ xử lý. Ok, chạy cái không nè. Có phải chocolate I don't know không? Chuẩn chưa? Vậy tôi thêm cái thứ hai nhá, test luôn nè. Thêm cái thứ hai thì ở đây tôi để là on click gì ạ? Thêm một, chính xác. On click thêm một, chạy nhá. F5 nè. Chocolate chuffer. Thấy không? Và cái này bôi xanh luôn đúng không? Ta lấy được cái cell này rồi, có lấy được cái tiếp không? Cell 1, quá dễ. Đó. Bây giờ ta lấy gì đây? Bỏ cái alert này đi. Cái này ta để là cell giá đúng không? Price. Cái này là 1. Xong chưa? Xong get value chưa? Rồi. Bây giờ mới set value nè. Set value to cart nè. Chưa, tôi bây giờ phải add nó xuống cart mới chịu. Lấy được rồi nhưng tôi phải add nó xuống đây. Hiểu không ạ? Vậy add thì ta có như này, insert row và insert cell. Chèn vô ha. Ta lấy được cái bảng này chưa? Bảng này có rồi. Nhưng bảng này thì nó có một cái dòng này đang bị dư. Hiểu không ạ? Cái dòng này bị dư thì đầu tiên các bạn phải xóa cái dòng này đã. Nếu các bạn thêm thì bạn phải xóa cái dòng này đi. Hiểu không ạ? Đầu tiên các bạn phải delete cái nó đi. Được không? Delete nó đi xong các bạn mới thêm cái giỏ kia đúng không? Hoặc là clear hết cái nó đi đúng không? Bây giờ ta xem nè. Vậy để delete cái row thì ta qua đâu? Đâu? Nó có rất nhiều phương thức nè các bạn. Thuộc tính nè. Đó. Xong bây giờ phương thức nè. Delete caption, delete row nè. Có chưa? Delete cái row đầu tiên. Delete row. Được chưa?
Nếu như cái này các bạn kiểm tra nội dung của nó là cái chữ này. Các bạn kiểm tra nếu nó là chưa có gì, cái này là nghĩa là cái dòng này nè, cái cell này nè, hoặc là nó chỉ có một cell thôi, hiểu không ạ? Thì delete nó đi, được không? Rồi, ta sẽ làm như sau nè. Các bạn nhìn nhá. Bước 1 ta phải kiểm tra xem cái này nó có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột, đúng không? Ta sẽ có nè, vcat chấm rows. Rồi, row ở đây ta có là chấm len có bao nhiêu, if vcat chấm len mà cái này là bằng bằng 1 hoặc là nhỏ hơn bằng 1, đừng để bằng bằng, đúng không ạ? Khoan, tôi coi lớn bằng 1 chứ, bằng 1 chắc chắn nó bằng 1 đúng không? Còn tại vì nhỏ hơn là không có gì rồi, người ta không xét rồi, ta đang cần nó nhỏ hơn mà, đúng không? Thôi ta cứ bằng bằng trước đi. Và vcat chấm rows không chấm cell chấm len bằng 1 thì if cái này thì vcat chấm delete row delete row đâu, delete row, đưa cái row vào, đưa cái row vào là vcat chấm row mấy, row không đúng không? Rồi sau cái này ta thử alert xem cái row nó bằng bao nhiêu, hiểu không? Sau cái này ta thử alert cái anh này xem nó vào bằng bao nhiêu. Delete xong nha, ta mới kiếm, mới in ra. Nhớ là delete xong ta mới kiểm tra nha. Em nằm mà không chưa? Xóa rồi, số dòng bây giờ còn mấy? Không. Được chưa? Rồi. Ồ, xóa mất tiêu luôn rồi. Thấy chưa? Ok. Rồi. Vậy ta đảm bảo xóa để làm sao? Ta add cái dữ liệu vào. Vậy bây giờ cô sẽ gán cái này nè. Cô sẽ va cái card len, len thôi, gán bằng độ dài của nó, được chưa? Hiện tại nó bằng mấy? Bằng 0. Thì khi nó bằng 0 rồi, cô mới chèn dữ liệu vào dòng thứ 0, đúng không? Ok. Rồi bây giờ ta chèn nè. V và row card row sẽ gán bằng vcat chấm insert row không, chèn cái row không, được chưa? Ok. Sau rồi để con ta có là v và cell c cell cell name, cell name bằng zero chấm insert cell không, đúng không? Insert cell không xong tôi mới insert dữ liệu vào cname chấm inner html mới gán bằng cái, có phải thằng này không? Dữ liệu trên này lấy được chưa? Gán xuống dưới, đồng ý không? Rồi tiếp giá gán xuống dưới, được không? Cái này là 1, cái này là giá, đúng rồi. Và cái này sẽ chấm inner html sẽ phải bằng cái này không? Rồi chèn vô, bây giờ test thử nha. Nhìn nào, F5 chưa có đúng không? Xem cái có chưa?
thiếu cái gì? À, thiếu nút xóa. Được không? Thấy dễ không? Cuộc đời thì đơn giản chưa? Vậy ta chia hai phần. Một phần là get value, một phần là chèn value thôi. Chèn giá trị vô đúng không? Chèn cái dòng đúng không? Chèn dòng thì phương thức có đủ hết chưa? Có đủ hết rồi, không cần làm gì. Mình chỉ biết cái logic thôi. Cái này thì xóa đi, cái này là cô thêm vào nhá. Bởi vì nó cũng mất một dòng, tự nhiên tôi thêm, các bạn có thêm sau là nó thêm sau cái dòng đấy, nó kỳ. Nếu cô không có dòng này nè, nhìn nè, tôi bỏ cái dòng này đi, các bạn sẽ thấy nè. Nếu cô bỏ cái dòng này đi nha, nó sẽ xảy ra trường hợp như này nè. Kỳ cục không? Kỳ cục không hả? À, không được. Ô, làm sao mà insert dấu không được? Insert dấu dựa vào gì đấy? Cạt lên. Sorry, xin lỗi. Cái này cô hơi bị nhầm. Đây, chạy lại này, nhìn nào. Insert phía dưới đúng không? Insert phía dưới đúng không? Hiểu không? Vậy cái dòng này có phải dư không? Yeah. Có hiểu tại sao phải insert cái vị trí này không? Cô biết vì sao insert cái vị trí này không? Giải thích được cho cô không? Giải thích được cho cô tại sao lại lấy cái card lên không? Mà không phải cái để roll. Roll khi nào nó không chèn vào đầu. Khi nào chèn vào đầu. Ví dụ như card của tôi có một dòng, thì đồ ra nó phải có một không? Một dòng thì nó đang ở vị trí không. Mà đồ ra nó không mấy? Vậy khi tôi chèn vào một nó phải nằm ở vị trí tiếp theo không? Vậy khi nó có hai nó tôi chèn vào vị trí hai phải nó nằm ở vị trí dưới không? Hiểu ý không? Hiểu ý đồ chưa? Đây là nó đấy. Ok, rõ rõ chưa? À, còn cái đấy cô để không là nó khi nào chèn đầu, chèn đầu, hiểu không? Bây giờ có dòng đầu tiên như cái này thì nó luôn luôn đảm bảo là bây giờ có dòng cuối. Được chưa? Cái này ngắn mà mới có mấy dòng trời. Rồi nhìn nào, thêm một cái cell nữa là cell gì? Xóa. Thì được tương tự ta có thôi. Và V button zero chấm insert cell 2. À, rồi cái này dài dài tôi viết ở dưới. V button chấm insert html gắn bằng input đúng không? Type bằng button chính xác, value bằng xóa, xong đóng thẻ lại, chạy F5 thêm có xóa chưa? Thêm có xóa chưa? Rồi bây giờ vấn đề chỗ là ta viết cái xóa này thôi. Xóa này thêm cho cô một cái dòng nữa. On cơ. On click. À, chính xác. Viết một cái function là F. Xóa vào đây chấm phẩy. Và xóa index nào? Đúng không? À, xóa index 0 rồi nè, thấy không? In đấy, có hiểu chỗ này không? Nối chuỗi. Okay. Đấy, tao viết cái F xóa nha. Tao lượt có đúng index không nhá? Function F xóa, đưa cái index vào, hoặc đưa cái ID cũng được. Alert index xem đúng không? Cô làm, cô cần kiểm tra vậy á, làm từng bước kiểm tra xem nó ok không.
Đúng rồi, nhưng mà chưa đúng. Chưa đúng ở chỗ như này nè. Hả? Không, bản thân cái bất tình nè, nó có index. Index này là index của cái dòng trên này thôi, chứ không phải index tới thêm cái nữa, nó vẫn trả index không, nó trật. Hiểu không? Index cô truyền vào là index của trên này thôi, trật. Hiểu không ạ? Bởi vậy cách tốt nhất là các bạn sẽ tạo nó một cái ID. Hiểu không? Tạo nó một cái ID. ID khác. Hiểu không? Truyền vào một cái ID khác. Đúng rồi, cho cái bảng dưới. Ok. Chưa? Cô ngồi nghe được nữa không? Để lên về nhà làm tiếp được không? Rồi bây giờ có thể truyền thêm một cái ID cho cái dưới, ID cho bất tình ở trên. Bất tình này nè. Đó. Đó. Ok. ID bất tình này thì cô truyền nó là, đầu tiên á, cô sẽ lấy là gì đấy? Set. Ồn quá. Bây giờ cái xóa nha, cái xóa thì bây giờ tôi phải biết là tôi xóa cái nào, cái dòng nào, đúng không ạ? Thì tôi truyền cái current. Nó là cái dòng thứ mấy, tôi truyền cái dòng grow của nó, đúng không? Mà thực ra cũng thêm đây F5, cái này thêm vài cái thì nó lại là số 1, không được, đúng không? Ai có thể các bạn thêm trước thêm sau mà, đúng không? Thì tôi phải biết là tôi đang xóa dòng mấy. Khi xóa tôi phải biết đang xóa dòng nào, index nào, đúng không? Có cách nào lấy index không? Delete là phải delete row nha. Rồi tôi truyền ID đi. Tôi truyền ID. Và nó sẽ lấy từ ID này nè. Từ ID này sẽ lấy được cha của nó, đúng không? Ví dụ cái này cô đặt là một cái biến đếm, và đếm gán bằng 0, đúng không? Ở đây cô để giả sử như ID bằng bất kể cái nào, button, đúng không? Rồi nháy cộng index, đúng không? Hoặc là đếm, được chưa? Ở đây cô truyền cái gì đấy ạ? Truyền vào là nháy là button, cái này cô là đếm, để cho độc lập với index kia. Cô đóng cái này lại, đúng không? Rồi alert nè, cô alert cái index nha, đúng không? Alert F5. Rồi lỗi unexpected input. Ủa, ui chứ, cái gì nhỉ? Xóa đếm ID button cộng đếm, xóa button cộng đếm, đúng rồi, lỗi gì? Thêm thì ok, đúng không? Không lỗi, xóa cái nó lỗi. À, xóa nó bị lỗi gì? Có thể dấu nháy của tôi chưa đúng. Cái này nối chuỗi, đúng đấy mà, đúng không? Cái này nối chuỗi, đúng rồi. À, rồi từ từ, đếm cộng cộng coi. Đếm cộng cộng coi, nối chuỗi và đếm bằng 0 trở lại coi. Thêm cái nữa, xóa lỗi. Sau ép xóa nó bị
dư ngoặc. Không, chắc chắn là dư ngoặc rồi. Unexpected end of input nè. Cái chuỗi này nè là ID bằng cái này, cô nối chuỗi của cái này nè, đúng không? Cô cộng biến đếm ở đây thì đếm bằng 0, nó là 0. Cô lại nối thêm cái chuỗi này, value xóa, rồi on click đến đây, functions button F xóa là đến đây, truyền vào button mà nhảy cái này đóng của cái chuỗi. Cái đóng này nè là đóng của chuỗi này, còn cái này nè là nó nối tiếp cái này với cái này, đóng với cái này. Hả? Hả? Cái này sai. Ép xóa, cái này sai. Cái này sai. Cái này sai nè. Sai đây nè. À, biết tại sao sai rồi. Cái này ép xóa ngoài là dấu gì? Dấu nháy đơn ở đây, dấu nháy đơn nữa là nó không có chịu nè. Đây phải là dấu nháy kép nè. Chết rồi. Từ từ, tôi biết cách rồi. Biết cách rồi. Cái này vẫn cộng bình thường. Cô sẽ cộng một cái chuỗi nữa. Button cộng với nữa. Nghĩa là cái này là cái chuỗi button, hiểu không? Thì cô sẽ xóa cái này đi. Được chưa? Thì nó phải là chuỗi, chạy lại. Phải có mẹo các bạn ạ. Ghê lắm. Hết lỗi chưa? Hết lỗi và nó phải hiển thị cái index. Ô index nó sao lại HTML input element. À, button là không, đúng rồi. Đúng không? Nó trả về button là không nè. Đúng chưa? Truyền vào button nó không, đúng rồi. Mà tại sao ở đây nó lại... Rồi, ok. Rồi, bây giờ tôi xóa nè. Tôi xóa nha. Cô sẽ xóa là... cái card xóa nha. Trước tiên là tôi phải lấy cha của nó đã. Vero và row card gắn bằng... cô lấy cái này trước nè, cái button trước nè, sell button my button gắn bằng document.getElement by ID. Có phải là cô truyền ID vào không? Được chưa? Cô lấy cha của nó và row gắn bằng my button.parentElement. Được không? Rồi alert cái nha. Alert row chấm note name F5. Thấy chưa? Thêm xóa. Rồi. Cái này parent element of null. Ủa tại sao null? Cô lấy được ID thằng này mà sao null? Alert ID nó phải ra text chứ ta. Sao cái này nó lại là một cái... Ủa? Bây giờ như này nha. String. Bực bừa rồi đó ha. String. Thì có mèo lấy được rồi á. Nhưng mà vấn đề là nó không hiểu. Cái chỗ này nè, nó là không hiểu parent. Cái button nè, my button này nè. View source code cái. Không, không. Ủa cái này nó hiểu là ID mà tại sao nó không get element by ID được? ID, oh.
ID của này đúng là bất tận đếm không? Không. Đúng rồi. Đúng đúng không? Sai, bất tận. Ờ lượt cái này đi. Cái chuối này. Buồn quá, buồn. Đây. Ok chưa? Ờ lượt thử á, nó là cái gì? F12 đi. Thêm cái. Ta thiếu hai cái dấu nhảy đây đúng không? Input button được không thì đúng rồi. ID mà cái này đúng rồi, nhưng cái này ta truyền vào là gì ạ? Nó không hiểu một chuỗi đúng không? Mặc dù cô đưa vào chuỗi nhưng không hiểu một chuỗi. Bây giờ như này, cô phải để cái dấu nhảy cộng xẹp nhảy kép. Rồi cô cộng thêm một cái nữa. Không, từ từ cũng phải đâu. Cái này đừng cô hoang mang, bởi vì là cô chỉ muốn gán cái dấu nhảy kép vô thôi. Cái này dễ hoang mang quá. Chạy lại nè. Missing. Đúng chưa? Cô chỉ hiển thị cái chuối này thôi mà. Vậy nếu mà viết ngắn gọn hơn nè, bỏ dấu cộng này đi. Viết ngắn gọn hơn nè. Được chưa? Tôi xuất ra cái chuối em cái này thôi mà. Viết ngắn gọn hơn là như vậy. Vậy viết ngắn gọn hơn là tôi sẽ là như này. Thấy chưa? Thế vậy bỏ cái này đi. Rồi, cái này đúng không? Xóa gái. Lấy ra được cái thẻ TD chưa? Thẻ TD là cha của thẻ gì? Của input đúng không? Là parent input. Đúng không? Rồi. Chấm parent cái nữa coi. Chấm parent element nữa coi. F5. Thêm. Cha của nó phải thẻ TR không? Đúng không? Rồi, tôi xóa cha của nó. Vậy row này nè, row sẽ parent. Rồi tôi chấm cái parent nữa là ra cha của nó. Xong rồi tôi lấy cái cạp, tôi xóa cái row này đi. Đúng không? Lấy được row này chấm index không ta? Row lấy vị trí hiện tại của row này. Về cat chấm delete row được không? Xóa chưa? Trước khi xóa hỏi tiếng. Không xóa mất tiêu người ta trước khi xóa hỏi tiếng. Mà xóa hết rồi thì sâu cái dòng kia ra, viết câu lệnh sâu hết, được chưa? Vậy tôi phải biết được tôi đang ở cái element nào. Tôi lấy được cái cha của nó, tôi xóa cái row đó, chính cái row đó thôi. Hiểu không? Xóa chính cái row đó thôi. F5 nè. Thêm cái này 33. Cái này là 34. Đúng không? Tôi xóa 33. Còn 34. Được không? Rồi tôi xóa 34 luôn. Rồi tôi thêm cái này là thêm 33. 34. Tôi xóa 34. Ủa? Rồi. Lộn. Nó xóa cái đầu tiên. TR đầu tiên.
Không được. Thì hiểu không? Nó xóa cái đầu tiên, đúng không? Chưa được. Chưa được, chưa được. Rồi bây giờ phải lấy cái index của nó. Ta lấy một cái row bất kỳ. Đâu coi. Đâu đâu đâu. Ok. Lấy cái row bất kỳ. Đâu rồi, đâu rồi? Rows. Ta lấy cái row bất kỳ đâu? Thẻ tr chấm row len index. Lấy cái row không thì được cái này. Row item thì được cái này. Lấy cái row name item. Name item sao lại row không cell. Lấy cái row bất kỳ. Lấy cái row bất kỳ thì lấy một cái dòng hiện tại cái thẻ đó thì phải lấy cha của nó. Từ ngõ cái cha của nó coi. Ồ, đừng phải set total nữa các bạn ơi. Rồi cái xóa là cái nào? Khoan. Shopping cart nè, row length nè. Shopping cart. Xóa, xóa. Ô, cái này viết sơ sài lắm. Khoan, để các bạn phải lấy được cái row. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Chờ tí, một tí tèo thôi. Cái là add item. Đây, remove item nè. Delete row, row number. Truyền ra vào row number. Button xóa. Row new row chấm row index. Lấy cái row index. Truyền vào row index. Trời ơi. Cái này nha. Cái này là insert row thì cái này đúng không? Lấy row index đưa vào. On click đưa vào cái row gì? Ồ. Row index bỏ cái này đi. Cái này chấm row index. Ờ, vậy cho nó nhanh. Ok. Ok. Được chưa? Vậy cái này ta sẽ là gì đấy? In index. Và tôi xóa cái gì đấy? Bỏ cái này đi. Delete cái gì ạ? Row index. Đâu rồi? F5. Cái này là mấy? 3. Cái này này, tôi xóa cái dưới nha. Được chưa? Rồi lại nè. 3, 4, thêm cái nữa nha. Tôi xóa cái 3 dưới ha. Nó xóa index thôi. Được chưa? Thôi truyền vào row index. Ủa sao kỳ vậy? Xóa trên. À, tại vì cái index của này, cái này là mấy? 1. Bây giờ nó còn không nữa thôi. Xóa ID mới được. Phải xóa ID mới được. Thôi thôi được rồi. Xóa ID mới được các bạn. Chỗ này nè. Cái này là có nhược điểm. Row. Remove row đúng không? Nếu cái này lớn không
thì xóa cái này là current item row, row number. Truyền vào gì? Row index. Đúng rồi. Đúng không? Truyền vào cái row index, row number. Delete row, ok. Rồi cái này là sửa lại cái item price. Nó sẽ gặp cái lỗi là nếu mà xóa từ dưới lên thì không sao, xóa từ trên xuống nó sẽ bị nhảy. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ chỉ có một cách duy nhất là xóa bằng cái ID. Xóa bằng cái ID thôi. Phải lật ngược lại cái ID của cha này. Ok. Bây giờ các bạn sẽ lần ngược lại cái ID của thằng này. Row index thì nó đúng rồi đó. Khi add vô thì nó đúng rồi đó. Nhưng mà cái xóa thì nó lại bị nhảy lên. Có hiểu không? Xóa dòng trên nó sẽ bị nhảy ngược lên. Row index nó bị lùi. Đúng không? Nếu mà vậy thì một là các bạn phải viết một cái đoạn mà để dịch chuyển cái index. Những cái sau nó. Hai là các bạn phải lấy cái cha của nó. Tức là mình phải lấy được con à. Mình lấy thầy ID, truyền cho ID của anh này. Xong từ anh này mới biết row của anh này là ID bằng bao nhiêu. Đúng không? Có đúng không? Có hiểu hiểu không? Hiểu ý không? Rồi, chỗ này để đó. Rồi, tôi cũng mệt rồi. Stop.